Hello, dạ vâng, em xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán bông trang của bên em. Hôm nay kênh YouTube em xin giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn lô bông trang tím sen, một màu rất là tươi, rất là đậm, rất là sáng. Đặc biệt là tất cả cây đều là thân một cốt, thoát thân, và cái cốt là cỡ là ngón tay áp út của em ạ. Thì bây giờ em sẽ cầm lên từng cây để cô chú, anh chị và các bạn cùng xem, để chọn và mua ủng hộ shop Hoa Kiển Kim Trang bên em. Đây, cô chú anh chị xem cái màu tím sen, một màu rất là tươi luôn. Đây, cây này cô chú xem màu tươi rỡ luôn, cao là 4 tấc cho đến 5 tấc nha cô chú. Cái cốt nè cô chú xem, cái nhánh ở trên ảnh thoát thân cao, cốt tất cả đều là một cốt à. Thì từ mặt chậu đo lên là 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang tay là hơn 4 tấc. Cái cốt nè cô chú, cốt là muốn bằng ngón tay cái luôn rồi. Màu tím sen, cô chú xem mà ưng ý cây ở phút thứ mấy á, thì cô chú chụp màn hình rồi gửi qua Zalo giúp em ạ. Tất cả đều là một cốt. Cô chú xem cái cốt nè, cốt rất là to. Cốt này là khỏi chê luôn. Cái tán thì tròn, tán ảnh dạng hình tháp. Cây nào cũng thoát thân hết nha cô chú. Cô chú xem, đây, thoát thân một cốt. Tất cả là đang nằm ở chậu chính ạ. Chậu chính ạ. Một cốt thoát thân. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Chậu chính, cái cốt của ảnh nè. Chậu này quá tuyệt vời luôn. Chậu này cái cốt ảnh ảnh tạo dáng ảnh hơi cong cong dạng đó. Cô chú xem cái chậu này, cái dáng ảnh hơi nghiêng, mình tạo dáng làm bonsai là đẹp luôn. Đây, cái cốt này cũng khá là cũng phải trên 1 năm. Chú có thể lựa cây nào mình thích, rồi cô chú chụp màn hình gửi vô, gửi Zalo em. Đó, cái cốt này chậu chính, cả đều là nằm trong chậu chính hết. Đấy, cái bông rất là to luôn cô chú.
hơn. Chỗ này chỗ chính cho nên đất nhiều khá là nặng. Khi mà em ship cho cô chú á, thì sẽ ship nguyên bầu cho cô chú anh chị luôn. Một tiếng xe. Chỗ này nữa. Chỗ này cho cô chú xem nè. Cốt cốt nè, cốt bình thường nè.